nắm giữ trong mình vận mệnh của giao thương thế giới. Tọa lạc trên lãnh thổ Ai Cập, kênh đảo Suez từ lâu đã trở thành con mồi mà nhiều quốc gia thèm muốn. Vừa là con đường giao thông huyết mạch, vừa là cầu nối biển Địa Trung Hải và biển Đỏ thuộc Ấn Độ Dương. Kênh đảo Suez đóng góp quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và góp phần tăng cường thương mại quốc tế, phát triển kinh tế của nhiều quốc gia. Và chính vì thế, không biết bao nhiêu cuộc giao tranh đổ máu giữa các cường quốc với những tham vọng quyền lực vô đáy diễn ra tại đây. Chào mừng đến với Battlecry khám phá. Tầm quan trọng của kênh đảo Suez. Từ thời cổ đại, người ta đã bắt đầu nhen nhóm ý tưởng xây dựng một con đường ngắn nhất có thể nối liền hai vùng biển là Địa Trung Hải và Biển Đỏ. Các pharaoh Ai Cập đã bắt tay vào công việc này từ rất sớm. Đầu tiên là Sinuret III, sau đó là Leco II. Phải mãi cho tới tháng 4 năm 1859, Pháp đã cho phép công ty Universal Suez Ship Canal khởi công xây dựng kênh đảo Suez. Công trình này đã thu hút hơn 2 triệu nhân công Ai Cập và được tiến hành trong suốt 10 năm. Ngày 17 tháng 11 năm 1869, con kênh dài 163 km, sâu hơn 16,5 m, rộng hơn 120 m đã được khánh thành và đi vào sử dụng. Đây là con đường thủy duy nhất kết nối trực tiếp vùng biển châu Âu với biển Ả Rập, Ấn Độ Dương và các quốc gia châu Á Thái Bình Dương. Nó rút ngắn lộ trình cho những con tàu biển dưới 150.000 tấn đi từ Đại Tây Dương qua Địa Trung Hải đến Biển Đỏ rồi Ấn Độ Dương và ngược lại. Tuyến đường dài 164 km này đã thay đổi vĩnh viễn lịch sử vận tải đường biển quốc tế. Nếu không có Suez, các chuyến hàng di chuyển qua những địa điểm này sẽ phải chạy thêm ít nhất là 6.000 km đi qua toàn bộ lục địa châu Phi, làm tăng thêm không ít chi phí và kéo dài đáng kể thời gian hành trình. Ngày nay, một con tàu đi từ cảng Italia đến Ấn Độ chẳng hạn sẽ chỉ phải vượt qua khoảng 4.400 hải lý và chỉ mất khoảng 9 ngày nếu đi qua kênh đảo Suez. Giờ đây, tuyến đường từ Italia đến Ấn Độ đã rút ngắn được 37 ngày, từ Pháp giảm tới 31 ngày và từ Anh giảm 24 ngày. So với tuyến đường vòng quanh châu Phi, kênh đảo Suez đã giúp tiết kiệm được nhiên liệu từ 25 đến 50% thời gian trung chuyển. Việc khai trương con kênh đảo này tựa như một cuộc cách mạng trong ngành vận tải quốc tế, bởi các hoạt động vận tải qua kênh đảo này chiếm tới 12% giao thương toàn cầu. Cho tới nay, kênh đảo Suez vẫn đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với kinh tế thế giới, đặc biệt là nền kinh tế Ai Cập. Năm 2020, tổng cộng 19.000 con tàu, trung bình 52 tàu mỗi ngày đi qua kênh đảo Suez với tổng giá trị hàng hóa là 1,17 tỷ tấn. Hàng hóa vận chuyển qua kênh đảo này chủ yếu là hàng khô như ngũ cốc, khoáng sản và dầu với khoảng 1,74 triệu thùng được vận chuyển qua kênh đảo này mỗi ngày. Do đó, mỗi khi giao thông tại kênh đảo Suez bị gián đoạn, nó sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động giao thương cũng như cả ngành công nghiệp vận tải biển. Nếu mỗi ngày kênh đảo Suez bị tắc nghẽn, nó có thể gây tổn thất lên tới 9,6 tỷ đô. Thương mại toàn cầu cũng thiệt hại từ 6 tới 10 tỷ đô mỗi tuần. Trong khi đó, chi phí vận tải cũng sẽ tăng đột biến, có thể lên tới 2,2 triệu đô trong một tuần cho việc di chuyển từ châu Á sang Trung Đông. Con số này là không hề nhỏ. Chỉ cần để kéo dài thời gian thì kinh tế sẽ thâm hụt, nhà chức trách cũng sẽ không thể ngồi yên khi nhìn những đồng tiền vụt mất ngay trước mắt. Để dễ hiểu hơn về tầm quan trọng của kênh đảo này, hãy cùng nhìn vào sự cố Evergreen xảy ra vào tháng 3 năm 2021. Khi con tàu khổng lồ 220.000 tấn MV Evergiven bị mắc kẹt tại kênh đảo Suez và chặn lại toàn bộ kênh đảo này trong thời gian dài. Sự cố này đã gây ra sự đình trệ lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng tới hàng ngàn con tàu cùng một núi hàng hóa khác quan trọng của thế giới. Ước tính cả một núi hàng có tổng giá trị từ 3 đến 9,6 tỷ đô đã phải lênh đênh trên biển với nhiều nguy cơ rình rập từ sự cố này. Khoảng 100 con tàu chất đầy các thùng dầu hoặc các sản phẩm hóa dầu phải neo đậu tại khu vực chờ. Ngoài hàng hóa thì khoảng 130.000 con gia súc cũng xếp hàng chờ đợi lên 11 con tàu đến từ Rumani, khiến không ít người lo ngại về nguồn thức ăn và nguồn nước uống dự trữ cho đàn gia súc này sẽ cạn kiệt do thời gian mắc kẹt quá lâu
trong khi việc bổ sung thức ăn sẽ gặp nhiều trở ngại về thủ tục. Sự cố xảy ra không chỉ khiến các công ty châu Âu và các công ty châu Á bị ảnh hưởng rất nặng, mà ngay cả những nhà nhập khẩu của Mỹ cũng phải điêu đứng trước nguy cơ chậm đơn hàng và chi phí tăng. Bên cạnh đó, kênh đào Suez không chỉ là hành lang thương mại của châu Á và châu Âu, mà còn là con đường khả thi để tăng trưởng cho các trung tâm thương mại đầy tham vọng ở khu vực Tiểu Á và Đông Phi. Thế nhưng, để một con kênh đào phát triển rực rỡ như ngày hôm nay không phải là chuyện đơn giản. Kênh đào này chính là nơi chứng kiến sự đổ máu của nhiều quốc gia. Nhìn lại lịch sử, người ta chợt rùng mình vì những cuộc chiến đẫm máu và cả số người thiệt mạng lớn khi xây dựng con kênh đào này. Xung đột kênh đào liên miên. Kể từ khi mở cửa khai trương vào năm 1869, kênh đào Suez là niềm tự hào của người Ai Cập. Nếu nắm trong tay quyền kiểm soát kênh đào, sự vượt trội, phát triển về kinh tế là điều không cần phải bàn cãi, nhưng nó thì cũng chính là tâm điểm của những cuộc xung đột quốc tế. Kênh đào Suez có tầm quan trọng rất lớn đối với kinh tế và chính trị, nên nhiều mãnh thú hung hãn đã không ngần ngại thổi bùng lên các cuộc chiến khốc liệt để tranh giành quyền lợi. Cuộc xung đột tranh chấp quyền lợi kênh đào Suez đầu tiên xuất phát từ những tham vọng vô đáy của hai quốc gia đồng minh là Anh và Pháp. Vào khoảng năm 1854 đến 1856, Phó vương Ai Cập đã mở một công ty kênh đào nhằm xây dựng tuyến đường phục vụ cho các đội thương thuyền. Sau đó, với sự hậu thuẫn của người Pháp, công ty này được phát triển trở thành công ty kênh đào Suez vào năm 1858. Hầu hết công việc được tiến hành bởi những người lao động khổ sai người Ai Cập. Người ta ước tính là luôn có một lực lượng khoảng 30.000 lao động trên công trường. Đế quốc Anh khi đó lập tức đã nhận ra kênh đào này là một tuyến buôn bán quan trọng, và việc người Pháp nắm quyền chi phối con kênh sẽ là một mối đe dọa với những lợi ích về kinh tế, chính trị của người Anh. Trong khi đó, lực lượng hải quân của Anh lúc bấy giờ là lực lượng mạnh nhất thế giới. Vì vậy, chính phủ Anh đã lợi dụng lý do là sử dụng lao động khổ sai trên công trường của Pháp và gửi một lực lượng người Ai Cập có vũ trang kích động nổi loạn trong công nhân, khiến công việc bị đình trệ. Sự can thiệp vô lý của người Anh không chỉ khiến thời gian xây dựng con kênh bị kéo dài, mà còn khiến cho 12.000 công nhân thiệt mạng. Tiếp đến, cuộc chiến kênh đảo Suez năm 1956 có thể coi là minh chứng tiêu biểu cho sự tranh giành ảnh hưởng của các thế lực toàn cầu. Đối với Anh, kênh đảo Suez là biểu tượng của uy tín mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, đồng thời là huyết mạch dẫn tới các căn cứ quân sự của Anh ở Trung Đông và Vịnh Ba Tư. Đồng thời, kênh đảo này còn giúp Anh tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc trong việc vận chuyển hàng hóa, đưa con người tới các thuộc địa của Anh ở Ai Cập, Sudan và Ấn Độ trở nên dễ dàng hơn. Anh, Pháp nắm tới 96% cổ phiếu công ty kênh đảo Suez và nhằm duy trì quyền lợi. Năm 1882, người Anh xây dựng căn cứ quân sự ở khu vực kênh đảo này. Tuy đến năm 1922, Anh công nhận nền độc lập của Ai Cập nhưng vẫn bảo lưu quyền lợi ở kênh đảo này. Năm 1936, Anh ép Ai Cập ký hiệp ước liên minh Ai Cập có giá trị là 20 năm, làm cho Ai Cập lệ thuộc hơn vào Anh. Tuy nhiên, trước phong trào đấu tranh đòi độc lập của nhân dân, chính phủ Ai Cập đã tuyên bố xóa bỏ hiệp ước của liên minh này. Sau đó, chính phủ Ai Cập còn quyết định quốc hữu hóa luôn con kênh đảo Suez. Là nước có nhiều cổ phần trong công ty và chủ yếu sử dụng con kênh đào, dường như ngọn lửa tức giận của chủ nghĩa đế quốc Anh, Pháp một lần nữa lại nổi lên và một cuộc chiến cũng lại bắt đầu. Bởi lẽ, nếu kênh đào quan trọng này thuộc quyền sở hữu của chính quyền Ai Cập, thì việc giao thương hàng hải của người Anh sẽ sớm nằm trong tầm kiểm soát của Ai Cập. Và chính vì thế, người Anh không thể trơ mắt đứng nhìn vị thế của mình sụp đổ trong tay của Ai Cập được. Những hoạt động ngoại giao tăng cường của Anh nhằm mục đích là thiết lập một kiểu kiểm soát quốc tế đối với tuyến đường thủy chiến lược này liên tiếp được thực hiện. Tranh chấp kênh đào đã chính thức diễn ra. Lợi dụng những mâu thuẫn giữa Ai Cập và Israel đang ngày càng căng thẳng, năm 1956, Anh và Pháp đã tiến hành xâm chiếm khu vực kênh đào Suez với lý do là chia tách lực lượng Ai Cập và Israel, từ đó bảo vệ quyền tự do hàng hải trên kênh. Cuộc xung đột xảy ra khiến nhiều tàu thuyền bị đánh chìm, làm kênh đảo bị đóng cửa suốt nhiều tháng. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới các quốc gia tham chiến, mà ngay cả nhiều quốc gia không tham chiến cũng bị tác động bởi điều này.
khi mà tàu hàng không thể vận chuyển, cập cảng đúng như dự định. Trước tình hình này, các ông lớn không thể ngồi yên. Bóng dáng của Mỹ và Xô thấp thoáng xuất hiện trong trận chiến này. Mỹ lo sợ rằng nếu cuộc chiến này leo thang, thì nguồn dầu mỏ cung cấp cho Mỹ sẽ bị đình trệ, ảnh hưởng tới nền kinh tế. Còn một lý do khác nữa khiến kênh đào Suez quan trọng với Mỹ, đó là nó kết nối chặt chẽ giữa Mỹ và Ai Cập. Mặt khác thì người ta cũng cho rằng, khi Mỹ tìm kiếm lợi ích an ninh quốc gia ở khu vực Trung Đông, Ai Cập sẽ cung cấp một số hỗ trợ mà thế giới bên ngoài khó nhìn thấy được. Đơn cử như việc tàu chiến của Mỹ có thể được ưu tiên đi qua kênh đào Suez khi gặp khủng hoảng. Và nếu không có sự hợp tác của Ai Cập, nhiệm vụ quân sự của quân đội Mỹ sẽ gặp không ít trở ngại. Nhìn lại lịch sử, chúng ta có thể thấy rằng tàu sân bay của Mỹ từ Địa Trung Hải đi qua kênh đào Suez đến vịnh Persian để hỗ trợ lực lượng mặt đất tiêu diệt phiến quân nhà nước Hồi giáo IS là một hành trình thực sự không hề đơn giản. Tàu sân bay đồ sộ này chỉ có thể di chuyển với tốc độ chậm trên kênh đào. Ngoài ra, do hai bên kênh đào đều là sa mạc, cách tàu sân bay chỉ khoảng 100-200 mét, nên rất dễ bị tấn công bởi các tay súng bắn tỉa được trang bị tên lửa cầm tay. Nên nhóm tàu tác chiến này cũng cần tới sự bảo vệ của quân đội Ai Cập để đảm bảo an toàn dọc hành trình di chuyển. Đây chính là những lợi ích mà tàu chiến của các nước khác không thể có được. Còn đối với Liên Xô, khu vực Trung Đông ảnh hưởng trực tiếp đến sườn phía Nam, là con đường để Liên Xô tiến xuống châu Phi, ra Ấn Độ Dương, là phe đối lập với các cường quốc tư bản. Liên Xô cũng đã ra sức ủng hộ chính phủ Ai Cập quốc hữu hóa con kênh đảo Suez, ngỏ ý là sẽ cấp thẻ tín dụng để Ai Cập thực hiện dự án, đồng thời sẽ viện trợ quân sự. Khi cuộc hòa giải xung đột diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thành công, Liên Xô bèn gửi thông điệp đe dọa là quyết tâm sử dụng vũ lực, kể cả là vũ khí có sức công phá lớn, thậm chí là tên lửa để tấn công liên quân Anh, Pháp, Israel nhằm lập lại hòa bình. Thông điệp này thực sự làm cho Mỹ và các nước phương Tây phải lo ngại. Để rồi từ đây, cuộc xung đột ở Ai Cập bắt đầu lắng dịu dần. Như vậy, cuộc khủng hoảng ở kênh đảo Suez không còn là vấn đề của Anh, Pháp và Ai Cập nữa, mà đằng sau đó là sự tranh giành ảnh hưởng của Xô và Mỹ ở khu vực này. Một thập kỷ sau đó, khi chiến tranh 6 ngày bùng nổ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập láng giềng vào năm 1967, Ai Cập đã đóng cửa kênh đảo, chặn cả hai đầu bằng mìn và tàu ngầm, ngăn chặn vận chuyển quốc tế khi các lực lượng của Israel tấn công một lần nữa vào khu vực kênh đảo và cố thủ ở bán đảo Sinai. Lần này, con kênh một lần nữa bị đóng cửa trong suốt 8 năm. Chất chứa mìn, vỏ bom và tàu thuyền bị chìm. Tuyến đường thủy này trở thành chiến hào kiên cố trong chiến tranh. Trong thời gian đóng cửa, hơn một chục tàu chở hàng đã bị mắc cạn giữa con kênh ở hồ Great Bitter. Việc con kênh bị đóng cửa đã khiến thế giới chịu thiệt hại thương mại vô cùng khủng khiếp với trị giá là 1,7 tỷ đô thời giá đó. Đồng thời, cũng làm gia tăng chi phí vận chuyển. Về phía Ai Cập, họ cũng thiệt hại khoảng 250 triệu đô doanh thu phí hàng năm. Nhìn lại những vấn đề của kênh đảo Suez từ cả quá khứ lẫn hiện tại, việc một con virus bị phát tán hay một con tàu khổng lồ mắc cạn đều có chung một hậu quả nghiêm trọng, đó là khiến cho chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, thương mại toàn cầu sẽ bị gián đoạn. Một lần nữa, bài học xây dựng chuỗi cung ứng logistics đa dạng, bền vững được đặt ra với cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Có thực sự là do quản lý yếu kém hay do các doanh nghiệp quá tham lam, đẩy, nhét, nhồi hàng hóa vượt tải trọng để rồi xảy ra sự cố? Nhưng nhìn về mặt tích cực, đây cũng là phép thử mà kinh tế toàn cầu cần phải trải qua. Những năm gần đây, Mỹ vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với Ai Cập, và Ai Cập thì luôn là quốc gia hưởng lợi lớn từ viện trợ quân sự và kinh tế của Mỹ, chỉ đứng sau Israel trong khu vực. Hiện tại, có phân tích cho rằng lợi ích kinh tế và chính trị ở Trung Đông hiện nay chủ yếu là do các nước thành viên NATO chi phối. Lưu lượng giao thông của kênh đảo Suez và các hoạt động khai thác dầu khí của khu vực này ngày càng tăng cao sẽ khiến cho tình hình thêm phức tạp hơn, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia lớn đều tập trung tăng cường sức mạnh hải quân. Một chính sách chuyển hướng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ sẽ là cơ hội cực kỳ lớn cho các quốc gia như Nga hay Trung Quốc tìm cách lấp vào chỗ trống của Mỹ ở Trung Đông. Cuộc đọ sức nước lớn ở khu vực Trung Đông nói chung và kênh đào Suez nói riêng vì thế sẽ còn rất nhiều kịch tính. Kênh đào Suez dường như trở thành chứng tích cho các cuộc đổ máu, giành giật vì quyền lợi quốc gia, vì phát triển kinh tế. Đồng thời, người ta cũng nhìn thấy được
Những công trình đồ sộ này chính là bức tranh phản chiếu cuộc sống người dân một thời khổ cực, lầm than, máu rơi thành chứng nhân lịch sử. Cho tới hiện tại và trong tương lai sau này, kênh đảo Suez sẽ vẫn là miếng mổ béo bở, hấp dẫn của nhiều cường quốc bởi những lợi ích kinh tế cũng như vị trí địa chính trị mà nó mang lại. Thực sự không một con kênh đảo nào có thể sánh được.